Sau chị nám thì không được ăn thịt bò, không được ăn trứng, không được ăn những thực phẩm có màu đen, không uống cà phê. Và rất nhiều người thì đang băn khoăn không biết có nên làm theo cái lời khuyên như vậy không. Hello, xin chào các bạn. Tôi là bác sĩ Ngô Quang Ninh. Hiện tại thì tôi đang công tác trong chuyên khoa về da liễu thẩm mỹ, cũng như tư vấn các vấn đề về dinh dưỡng trong trị liệu. Và để cập nhật những cái kiến thức về sức khỏe, về thẩm mỹ và về dinh dưỡng được nhanh nhất thì các bạn có thể đăng ký cái kênh video của tôi ở dưới đây để chúng ta có thể chia sẻ với nhau tất cả những kiến thức này. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Theo các bạn thì ăn thịt bò, ăn thịt chó hay là ăn những cái thực phẩm có màu đen thì sau khi trị nám xong, cái vết nám của chúng ta nó có bị tăng đậm lên không? Nó có bị đen lên không? Hay là ăn trứng gà, liệu nó có làm cho cái vết nám ở trên mặt của chúng ta nó bị loang ra hay nó bị trắng lên hay không? Trên thực tế, trong cái quá trình trị liệu cũng như là các cái nghiên cứu về y học, về khoa học cũng như là về thẩm mỹ thì không có một cái cơ sở khoa học nào, không có những cái nghiên cứu hay là những cái bài đánh giá nào chỉ ra rằng là cái cơ chế hay khoa học hay là những cái thức ăn đó nó lại có thể ảnh hưởng đến cái việc trị nám của chúng ta. Việc người ta lấy cớ để đổ cho những cái thực phẩm đó là một trong những nguyên nhân để gây ra những cái tình trạng đó, chính là một cái cách mà người ta lấp liếm cho cái câu chuyện là những cái biến chứng từ trị liệu hay những cái biến chứng mà xảy ra trong cái quá trình khách hàng sau khi trị liệu không bảo vệ được da, không chăm sóc được tốt. Ví dụ như là sau khi chúng ta điều trị nám thì sẽ có những trường hợp nó bị tăng sắc tố. Chúng ta thường lựa chọn các phương pháp điều trị như là laser, như là lăn kim, như là peel. Và thông thường những cái trường hợp mà bị tăng sắc tố sau những sử dụng phương pháp trị liệu này thì thông thường cái nguyên nhân chúng ta hay đề cập đến đó chính là cái nguyên nhân tăng sắc tố sau viêm. Sau khi trị liệu, trong cái quá trình chăm sóc cũng như là bảo vệ của khách hàng, nếu chúng ta không bảo vệ được da khỏi cái sự tác động của tia UV, cái ánh sáng mặt trời mà vẫn chiếu trực tiếp vào cái vùng tổn thương sau khi trị liệu thì nó sẽ là kích hoạt làm tăng cái quá trình mà tế bào melanocyte nó sẽ sản xuất ra, các cả sắc tố nó sẽ đẩy lên bề mặt. Và mục đích của tế bào melanocyte nó tăng sắc tố, tăng sản xuất cái hạt màu đen để phủ vào cái vị trí mà chúng ta bị tổn thương đó, chính là cái cơ chế tự bảo vệ cho cơ thể của chúng ta. Và việc nếu chúng ta trị liệu, chúng ta gây tổn thương nhằm mục đích là lấy sắc tố đi, nhưng chúng ta không có một cái hàng rào bảo vệ để thay cho cái nhiệm vụ của tế bào sắc tố, thì rõ ràng nó sẽ làm nhiệm vụ của nó và nó sẽ làm cho cái vết thương, những cái vùng chúng ta trị liệu nó bị tăng sắc tố lên. Vì vậy, không có cái lý do là cái thức ăn có màu đen, màu nâu sau khi chúng ta ăn xong mà nó lại chuyển cái màu đen, màu nâu đó lên cái mặt của chúng ta, làm cho cái nám, cái vết nám của chúng ta lại bị đậm hơn cả. Hay là cũng không có câu chuyện mà chúng ta ăn cái lòng trắng trứng, trứng gà, trứng vịt, sau đó thì cái màu trắng của lòng trắng trứng ấy nó lại chuyển lên cái vị trí thay cho cái nốt nám đấy cả. Mà đó là cái câu chuyện nguy biện cho việc là cái tế bào sắc tố của chúng ta nó đã bị tổn thương quá mức, nó bị chết đi, và tình trạng đấy chính là cái tình trạng mà chúng ta bị mất sắc tố. Cái vấn đề thứ hai ở đây tôi muốn đề cập đến chính là cái vấn đề mà quá trình phục hồi da sau khi trị liệu thì nó cần phải có những cái nguyên liệu từ các cái chất dinh dưỡng chúng ta đưa vào cơ thể. Hầu hết thì tất cả các phương pháp trị liệu chúng ta, ví dụ như laser, lăn kim hay peel, thì đó chính là các phương pháp mà nó gây tác động đến da và nó làm tổn thương cái bề mặt da của chúng ta. Và sau khi làm tổn thương xong thì cơ thể chúng ta cần phải có một cái cơ chế tự phục hồi. Và cái nguyên liệu dùng để tự phục hồi các vị trí tổn thương ở trên da sau lăn kim, sau laser, đó chính là các chất dinh dưỡng, và đặc biệt đó là các cái axit amin. Nó có nguồn gốc từ các cái thực phẩm giàu protein, giàu chất đạm như là thịt, như là cá, như là trứng. Cũng giống như chúng ta muốn xây một bức tường, muốn sửa chữa một bức tường nhưng chúng ta lại không có những viên gạch, những viên gạch axit amin mà từ protein. Vậy nếu mà chúng ta không ăn hay là kiêng hoàn toàn những thực phẩm đó, những thực phẩm giàu protein đó, thì cơ thể chúng ta nó sẽ bị thiếu hụt một cái lượng nguyên liệu. Cũng giống như là chúng ta muốn xây một bức tường nhưng mà chúng ta không có những cái viên gạch vậy. Sau khi chúng ta ăn những thức ăn đó vào cơ thể, nó sẽ được tiêu hóa và tạo ra các axit amin. Đó là những phân tử mà nhỏ ở mức tối thiểu cơ thể chúng ta có thể hấp thu được. Và sau khi hấp thu, nó sẽ chuyển vào máu và nó sẽ đưa được đến các cái vị trí chúng ta bị tổn thương. Ở đó thì nó mới làm nhiệm vụ là phục hồi, hàn gắn những cái vết thương, những cái tổn thương tại vị trí, đặc biệt là trên da của chúng ta cũng vậy. Chính vì vậy,
chúng ta không cần phải kiêng những cái thức ăn đó, không cần phải kiêng thịt bò, không phải cần kiêng cà phê, cũng không cần phải kiêng những cái thức ăn có màu đen hay là trứng để đó là những lời giải thích của tôi trên những cái cơ sở về khoa học, cũng như là những cơ sở tác động của cái thức ăn của dinh dưỡng đến quá trình điều trị nám, cũng như phục hồi quá trình mà sau khi chúng ta sử dụng các cái phương pháp điều trị liệu đó. Chúng ta không cần phải kiêng, mà mặt khác chúng ta cần phải ăn cũng như bổ sung đầy đủ, đặc biệt là các chất đạm, protein để cơ thể chúng ta có một cái nguyên liệu để phục hồi cơ thể được tốt nhất. Đặc biệt sau khi mà da của chúng ta bị tổn thương ấy, sau những cái phương pháp trị liệu ví dụ như lăn kim chẳng hạn, nó gây ra tổn thương khá là nhiều. Do vậy là nếu mà cái thời gian phục hồi cái vết thương, phục hồi lành da của chúng ta càng rút ngắn lại, thì những cái nguy cơ bị tăng sắc tố hay là những cái nguy cơ mà nhiễm khuẩn thì nó càng được giảm xuống. Chúng ta chỉ cần lưu ý là trong số những cái thực phẩm đó, những thực phẩm mà giàu chất đạm, giàu protein đó, nếu chúng ta bị dị ứng với những cái thức ăn nào thì chúng ta hãy tránh nó ra. Bởi vì nếu trong quá trình chúng ta đang bị tổn thương cộng thêm một quá trình bị dị ứng với thức ăn hay dị ứng với bất cứ một cái dị nguyên nào nữa, thì nó sẽ làm cho cái quá trình viêm cũng như là cái đáp ứng lành thương của những vị trí tổn thương đấy nó sẽ bị kéo dài ra, thậm chí nó có thể gây kích ứng những cái vị trí tổn thương đó, và nó sẽ không có lợi cho cái việc lành thương cũng như không có lợi cho cái việc hiệu quả điều trị của chúng ta. Đó vừa rồi là tất cả những cái chia sẻ của tôi về những cái quan điểm lúc đầu chúng ta không nên ăn gì, chúng ta nên kiêng những gì, những cái thực phẩm nào có thể gây hại cho cái quá trình mà trị nám của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những kiến thức về sức khỏe, về làm đẹp. Hãy thông minh, hãy lựa chọn những cái thức ăn, những chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và tốt cho làm đẹp. Quên mất, nếu mà những bạn nào xem video này mà chưa đăng ký kênh của bác sĩ thì có thể là ấn vào nút subscribe phía dưới để đăng ký kênh, để mỗi khi có những video lên mới nhất thì các bạn có thể nhận được sớm nhất. Xin chào.